cái chợ đêm bên kia là họ bán cái gì đấy ạ? Dạ, bán đủ thứ, bán đồ ăn, bán quần áo, bán dép, bán trái cây. Đầy đủ luôn ạ. Nhìn thế này tưởng là không rộng lắm nhưng chắc là sâu bên trong nữa ạ. Để mình sang bên đấy xem một chút. Cảm ơn nhé. Mấy giờ em nhỉ? Bay xe trong đến mấy giờ nhỉ? Ok. Yo, tận trong kia rồi à? Mình vừa lượn ra kiểm tra xem là cái xe mình gửi còn ở vị trí đó không. Bây giờ thì mình sẽ vào chợ đêm Sơn Trà. Xã mình đi một vòng chắc là cũng sắp ra rồi nên là không biết là vào trong chợ có xem mình nhiều không. Mình sẽ đi qua quay nhanh này. Bạn kia bạn giới thiệu là bán đầy đủ này, đồ ăn, đồ uống, quần áo, các thứ đầy đủ hết luôn. Khách sạn mình cũng vào trong này mua đồ ăn nhiều này. Xoài, mít, đồ ăn. Ok. Giày dép à? Xài măng cơ. Chọn cái hình là anh chọn, mặt sau sẽ khắc tên.
bao nhiêu thời gian thì mình sẽ đi qua một vòng thôi. Đồ ăn vặt rất là nhiều, kem cuộn Thái Lan, hoa quả đồ chiên, nướng xiên viên các kiểu, rất là thơm. Cho em quay nhờ tí nhé. Có tên nữ like Facebook YouTube. Wow. Rồi mày đưa anh xuống phòng thay cho anh ạ. Chào xin phép nha, em quay nhà tiền. Quán này mình có tên là gì anh? Dạ, quán ốc. Không tên à? Quán ốc chợ đêm à? Đây là mạch đến xe. À thế ạ. Chợ đêm Sơn Trà có biển ngay sau lưng các bạn nha. Cô ấy bán hết... Tối bán ốc, xong này ngày bán ngoài bến xe ạ. Anh chịu anh thế. Ngày đi dắt xe. Dạ. Em bán được khoảng 1.500 suất rồi. Không về sớm để quay. Ngày buổi tối hôm nay đấy ạ. Bán là 1.500 suất. Quá rồi. Tới giờ đến tối... đến nửa đêm hay là đến lúc đóng cửa? Chị đến lúc đóng cửa là hết sạch đúng không? Chị quay bên nghĩ đừng quay em này. Quay cả hai. Bán 2.000 suất. Chúc mừng. Ốc xào à? Ốc này gọi là ốc gì em? Ốc Việt. Người ta hỏi của nó tiếng nước ngoài, chúng ta nói đang lên truyền hình. Đang nói tiếng Việt, nói tiếng nước ngoài không hiểu. Vẫn nha. Ăn đồ nướng là gì không vậy? Hôm nay em chỉ đi xem thôi ạ. Ok. Chào xin phép. Giới thiệu cho em rồi. Ok. Quán mình trong này tên là gì mình? Dạ chị Ly. Ly à? Dạ chị Ly. Chị Ly. Ba màu đôi màu anh chị. Màu đôi màu ba chế biến. Tặng kèm em nữa. Ok. Tặng kèm thêm. Chỗ chào qua xin tài lên YouTube nè. Mình xin thì nướng đi, nướng đi. Cái nướng này là YouTube này đi chứ. Hello. Nói tiếng Việt đi. Nói Việt. Xin chào mọi người. Giới thiệu luôn, quán như mình là gì? À, quán mình là quầy của chị Ly Ngạc. Nhân viên ba mặt tiền, nhân viên là nhân viên rất bội. Nhân viên đẹp trai và nhiệt tình. Đúng, chính xác. Vừa đẹp tên trai và nhiệt tình. À, đây là tôm nướng không để có sốt hay gì không? Có sốt nữa chị, có sốt... Nướng xong mình cho sốt đúng không? Sốt lại cái tấm kia. Ngoại, mày nổi tiếng đâu kìa. Sốt để chấm hay là sốt phủ lên? Dạ, sốt để phủ lên, còn chấm là có nó chấm riêng. Ok. Thế là bên này hết sạch rồi đúng không? Dạ, bán hết sạch rồi. Có hết sạch rồi. Dạ. Ngoài bán ngon lắm, bán đắt lắm. Ừ,
mặt bên kia hả? Dạ, hai bậc phiền luôn. Chị chủ bên kia hả? Chị chủ à, chị chủ để em giới thiệu cho. Kênh view liệt đẹp lắm, ngại lắm. Chị có con nướng đủ món chị này. Hôm nay cho em xin phép nhìn nhá. Nghe xin phép nhìn là chán luôn rồi ạ. Lấy ngồi đi em. Nhưng quầy các anh chị trong chợ không để tên biển hiệu nhỉ? À không, lấy để xem, ví dụ nhắc nhau đến quán này chẳng hạn. Và xin chào. Che mặt. Mặt chưa kia chưa mặt chưa kia cho em xin tí hình. Dạ rồi. Đâu đâu. Chắc lại bánh luôn. Ghé anh đi chị. Có bánh căn đó chị. Cho bé ăn. Mình đã đi về cuối chợ rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ dừng đi xe và đi đón anh xã. Một hàng ở dưới này là bánh tráng nướng Đà Lạt. À đây, bánh nốt bánh tráng nướng này. Rất là nhiều tôm hùm. Xin chào. Xin to nhỉ? Dạ. Rất là to luôn. Đấu lầu đi được. Rồi. Để em nhổ thúc luôn được cái lầu. Để thôi bỏ vào đây. Mình xin phép tí nhé. Ngon quá. Và bây giờ đến bạn này.